các bạn sẽ nêm gia vị vào theo cái gia vị của món hủ tiếu Nam Giang nha. Rồi các bạn sẽ cho phần gà là 5 nửa ký gà. Chúng ta rửa sạch sát muối cái gà đó cho nó sạch và nó hết mùi hôi. Sau đó các bạn để ráo và các bạn bỏ vô, các bạn luộc lửa nhỏ. Nhớ lưu ý dùng lửa thật nhỏ. Lửa thật nhỏ, đừng có nêm cái gì vô nồi nước dùng. Nồi nước dùng bây giờ nó đang lộn xộn lắm, đừng có nêm. Các bạn lắng nghe nè. Tất cả các nhóm hiện nay có 2 nhóm là nhóm 4 và nhóm nào nữa? Và nhóm 4 và nhóm 3 là hồi nãy do không theo dõi cái tôi không biết là anh Tuấn đã có nêm muối vào, cho nên hồi nãy các bạn đã nêm gấp đôi cái lượng muối rồi. Nhưng mà bây giờ mình đã cho thêm nửa lít nước cho nên các bạn yên tâm. Cái lượng muối nó cũng không quá mặn đâu. Bây giờ tất cả các nhóm các bạn sẽ nêm thêm đường và bột ngọt. Vì anh Tuấn hồi nãy chỉ nêm muối, chưa có đường và bột ngọt. Các bạn sẽ cho vào 8 gram đường và 8 gram bột ngọt. Sau khi nấu rồi, cuối cùng khi tắt bếp mình gia giảm lại gia vị nha. Còn bây giờ cứ để nguyên như vậy. Cho thêm 8 gram đường và 8 gram muối thôi. Để chúng ta luộc gà. Xin lỗi. 8 gram đường và 8 gram bột ngọt để mình luộc gà thôi. Khi các bạn luộc gà cộng thêm là nửa lít nước thì nhóm 3 và nhóm 4 yên tâm, nó sẽ lạc bớt không sao hết. Các bạn tắt bếp nồi nước dùng đi và vớt cái miếng gà ra ngâm vào nước lạnh. Nhớ lưu ý khi vớt miếng gà ra, lấy con dao xẻ thử ở cái phần đùi, coi nó đã chín chưa nha. Coi nó chín chưa nha, xong rồi mới ngâm. Chúng ta phải kiểm tra gà thật chín giùm cho tôi nha. Tôi nói đi nói lại cái chỗ này, gà phải thật chín. Mặn chút lạc chút không sao hết, nhưng mà cái quan trọng là nếu nó không chín là coi như là nó rất là nguy hiểm, nó sẽ mau hư đó. Cho nên nó phải kiểm tra thật kỹ cho nó chín. Hành tây các bạn cắt lát mỏng, cắt khoanh á, cắt theo chiều ngang mỏng và thả vô trong nước lạnh cho tôi. Cắt ra xong thả vô nước lạnh. Rau răm các bạn nhặt bỏ bớt gốc đi và chúng ta sắc khúc 1 cm. Chúng ta sắc khúc phần rau răm này 1 cm. Gà các bạn cho sôi, nhưng nhớ là cho sôi lửa nhỏ thôi, để cho cái phần gà nó chín từ trong ra ngoài, vì cái gà nó dễ bị đỏ cái phần xương lắm. Lát nữa nếu mà mình xé phay mà nó bị đỏ phần xương là không được đâu. Gà sau khi vớt ra các bạn sẽ cắt ngay ở cái phần khớp của cái đùi á, bẻ nó ra hoặc là cắt ra để coi cái phần xương ở phía bên trong phải thật sự là không còn màu đỏ. Nếu còn màu đỏ thả vô tiếp tục luộc thêm một chút nữa. Hành tím chúng ta cũng bào mỏng. Hành tím các bạn cũng bào mỏng và ngâm vô trong nước luôn. Hoa chuối các bạn lưu ý là khi sử dụng hoa chuối, hồi nãy một số nhóm hình như đã rửa, nhóm này rửa cho em. Các em rửa hoa chuối chưa? Hoa chuối này á, khi mà làm ở siêu thị, khi nhập hàng về đừng có rửa sớm, gần trộn mới rửa, vì các bạn rửa sớm thường nó sẽ làm cho cái hoa chuối nó bị đen và nó hơi bị kiểu dập dập á, nó rất là dở. Cho nên bây giờ nếu nhóm nào rửa rồi thì lấy ra để cho ráo, còn nhóm nào các bạn để ráo xong các bạn sẽ cho vào nước, các bạn bắt miếng chanh và các bạn ngâm ở trong đó một chút xíu. Sau khi sơ chế xong hành tím, rau răm, bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị sang đến phần nước trộn. Phần nước trộn các bạn chuẩn bị các nguyên liệu: nước mắm, đường, bột ngọt, nước cốt chanh, tiêu, tỏi băm và ớt băm. Bây giờ các bạn sẽ sang đến phần trộn, làm cái phần nước trộn. Nước trộn của mình nó tương tự như cái nước trộn gỏi của miền Nam nhưng mà nó ít đường hơn. Các bạn sẽ cân cho tôi là 50 gram nước mắm. Chúng ta cân 50 gram nước mắm. Các bạn cho vào thêm 15 gram đường, bấm dây số 0. Các bạn tiếp tục cân 3 gram bột ngọt. 3 gram bột ngọt. Bột ngọt có thể, các bạn ở miền Bắc có thể làm 5 gram cũng được. Nhích cái bột ngọt lên chút xíu cũng được. Nước cốt chanh 20 gram. Các bạn vắt khoảng chừng 2 hoặc là 3 miếng chanh, chúng ta cho vào là 20 gram nước cốt chanh. Rồi các bạn sẽ cho thêm vào 2 gram tiêu. 2 gram tiêu xay, 3 gram tỏi băm và 3 gram ớt băm. Các bạn trộn đều lên. Rồi đó là cái hỗn hợp nước trộn. Cái hỗn hợp này chúng ta trộn sẵn và chúng ta sử dụng cho số lượng nhiều. Chúng ta sẽ rưới từ từ cho chúng ta không sử dụng hết nguyên cả cái chén này cho nửa ký gà nha các bạn. Vì cái lượng này tôi đã giảm nó nhỏ lắm rồi, không thể giảm nhỏ hơn được nữa, cho nên
cái lượng tối thiểu là nhiêu đây. Bây giờ các bạn sẽ chuyển qua cái phần gà. Sau khi trộn đều nó lên rồi, bây giờ chúng ta xé gà. Rồi tất cả chú ý phần xé gà này, ông Tô Sai nè. Tất cả chú ý cái phần xé gà. Cái món này nó hơi khác so với cái món của miền Nam, cho nên các bạn lưu ý một chút xíu. Đã gọi là cái gà xé, chúng ta sẽ làm theo cái kiểu giống như kiểu gà xé phay của miền Nam, giống như cái kiểu gà trộn, gà bóp rau răm của miền Trung, tức là khi xé ra nó có luôn cả xương. Cho nên cái việc đầu tiên là các bạn lấy cái đùi gà, các bạn khứa ngay chỗ cái khớp á, để các bạn tách cái miếng gà ra làm hai. Khứa ngay chỗ cái xương để tách cái miếng gà, cái xương gà ra làm hai. Sau đó bắt đầu lột cái da đi. Cắt cái da ra thành những cái miếng dài bề ngang là khoảng 0,5 cm. Còn lại cái phần thịt á thì các bạn xé khoảng 1 cm, tức là bằng khoảng ngón tay. Nhưng đừng có xé sát cái xương luôn. Cái xương còn lại á, các bạn cho nó dính dính một chút xíu thịt, để khi mình bán cho khách á, nó sẽ có một cái phần xương ở trong đó, chứ nó không phải là nạc hoàn toàn. Các bạn nhớ lưu ý điểm đó nha. Rồi chúng ta bắt đầu xé gà. Các bạn bào mỏng và ngâm nước, hoặc là có nước đá thì càng tốt. Và chúng ta ngâm với nhiều nước. Ghi chú giùm cô đây, cái này cái lỗi này hay bị lắm. Sau đó bây giờ các bạn xả cái phần hành tây và hành tím ra, các bạn để cho ráo. Hành tây để riêng, hành tím để riêng. Các bạn nhớ hai cái đùi gà đó của mình khi mà ra thành phẩm sẽ là ra 4 phần. Cho nên các bạn phải cắt cái phần khớp ra làm hai, để mỗi phần như vậy phải có một cục xương và phần thịt. Và cái cục xương nó phải còn dính thịt nha. Chứ đừng có xé đùi lũi, vì xé đùi lũi người ta nhìn người ta thấy giống như mình bỏ xương ăn rồi vô trong cái đó rất là kỳ. Cho nên là khi xé bắt buộc cái miếng xương phải còn dính thịt. Như vậy là cái công thức chuẩn của chúng ta là có 3 muỗng canh nước trộn, sau đó cho thêm rau chuối và thêm 2 muỗng canh nữa. Các bạn trộn đều lên, các bạn nếm lại, nếu cảm thấy là nó chưa có đủ đậm đà thì các bạn có thể rưới thêm một chút xíu nước trộn nữa. Còn chanh thì chúng ta sẽ chỉ dừng lại ở cái định mức là 20g thôi, nó còn tùy theo từng mùa. Chanh cái mùa có mùa chanh chua nhiều, có khi chua ít, cho nên các bạn sẽ tự gia giảm. Nhưng lưu ý là món này không có làm chua quá, vì lý do là đây không phải là món Nam, nó không có ngọt nhiều, cho nên vị chua cũng không nên quá gắt. Người ta sẽ rất là khó ăn, đặc biệt là mấy người lớn tuổi người ta không ăn chua được nhiều, cho nên cái vị nó hơi mặn mặn là được rồi. Sau khi xong rồi các bạn sẽ dọn ra dĩa và đem lên bàn ăn được rồi. À cô xin lỗi, hành tây chúng ta cũng cho vào trộn chung luôn. Hành tây lẽ ra phải trộn trước khi trộn rau chuối, đúng rồi, nhưng mà bây giờ mình lỡ rồi mình trộn chung luôn. Vớt ra để ráo và trộn chung. Hành tây các bạn đã ngâm nước và đã xả thật kỹ rồi thì nó hết vị hăng, cho nên bây giờ trộn vô vẫn ổn. Nhưng mà khi trộn hành tây vô là coi chừng có thể là phải thêm nước mắm nha, vì cho hành tây vào nó lạc bớt á. Cho nên là cái giai đoạn cuối cùng các bạn có thể cho từ 2 cho đến 3 muỗng canh nước trộn. Cho nên khi các bạn vớt ra để các bạn bán á, các bạn chỉ vớt cái phần ráo thôi nha, phần nước bỏ đi để cho nó cái nộm của mình nó đừng có bị nhạt đi. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta cho sốt vào giai đoạn đầu 3 muỗng canh nước mắm đầu tiên đó, các bạn trộn với lại cái gà, các bạn để khoảng một chút xíu cho nó ngấm vô cái thịt gà để thịt gà nó hơi mặn một chút xíu. Có thể là tăng lên 4 muỗng cũng được cho nó hơi mặn, nó đậm đà cái phần gà một chút. Rồi sau đó mình mới cho rau chuối vào và mình trộn sơ qua thôi là mình đem ra luôn. Cho nên cái rau chuối nó sẽ nhạt, nhưng mà cái gà bắt buộc nó phải đậm đà. Các nhóm thì hiện nay có một số nhóm hơi bị gia giảm một chút đường, ví dụ như nhóm 1, nhóm 2 có gia giảm đường vào, cho nên là nó bị sai cái vị. Nhóm mà có cái vị tốt nhất hôm nay là nhóm 6, có cái vị tốt nhất. Nhóm 7 cái vị cũng tốt nhưng mà hơi bị thiếu mặn. Nếu mà các bạn rưới thêm một muỗng canh cái sốt nó luôn nữa thì là nó sẽ vừa ăn hơn. Thật ra là nhóm 6 sao em? Nhóm 6 vừa ăn, vị ngon. Em có nêm thêm một ít đường này. Nhóm 6 có nêm thêm một ít đường, nhưng cái đường của em nó không làm cho thấy nó ngọt, tức là không có cảm giác ngọt. Nhóm 7 không có thêm một chút đường nào nữa, nhưng cái vị vẫn tương đương với vị của bên nhóm 6 của tụi em. Ở đây em nếm thử cả vị nhóm 6 và nhóm 7 đều ổn hết. Cho nên nếu em cho cái lượng đường mà vừa mà ít á thì nó vẫn không vấn đề gì. Nhưng nhóm 1 và nhóm 2 thì cái lượng đường cho vào nó lại hơi bị quá tay, nó nhiều quá, cho nên nó bị ngọt, hơi bị nhiều. Cho nên là cái vị ổn nhất vẫn là nhóm 6, nhóm 7. Còn một số nhóm như là nhóm 5
Nhóm 4 thì các bạn lại không có dạng tay khi mà cho nước mắm, cho nên nó nhạt quá. Mặc dù một số nhóm nó là cho hết vô rồi, nhưng mà có thể là do cái rau chuối của bạn không có ráo, gà các bạn rớt bớt ra nó cũng chưa ráo, cho nên nó làm nhạt đi cái phần gỏi của mình. Cho nên các bạn nhớ cái món này khi bớt ra tất cả các nguyên liệu thật ráo rồi mới trộn nước mắm vào nha.